Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành từ tháng 9 đến nay. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra trên các tuyến đường bộ và đường sông việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa theo các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị an toàn kỹ thuật và thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc 5K kết hợp chứng nhận luồng xanh đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, mã QR code và chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Qua đó đã xử lý gần 100 phương tiện giao thông thủy bộ, phần lớn vẫn là nhắc nhở, chấn chỉnh.